Hãng sản xuất máy bay hàng đầu thế giới là Boeing vừa cho biết hãng này sẽ cho ra đời mẫu máy bay mới đúng với tiến độ, đồng thời sẽ không cắt giảm sản lượng dù nâng cấp các mẫu máy bay hiện tại. Hãng sản xuất máy bay lớn nhất thế giới Boeing hy vọng các nhà cung cấp vật liệu của hãng sẽ hỗ trợ khi hãng tăng sản lượng, mặc dù trước đó xảy ra một vài vấn đề khiến hãng chậm giao hàng. Hiện Boeing đang lên kế hoạch tăng sản lượng các dòng máy bay trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư lo ngại việc sản xuất có thể gặp trục trặc khi hãng vừa giới thiệu phiên bản mới, vừa muốn tăng sản lượng của 3 dòng máy bay 737, 777 và 787. Nhằm cố gắng bảo đảm mục tiêu, Boeing đã sử dụng thêm robot trong dây chuyền sản xuất, thận trọng quản lý các nhà cung cấp cũng như xây dựng cơ sở mới. Từ ngày 29 tháng 5, Boeing bắt đầu triển khai lắp ráp máy bay đầu tiên của dòng 737 Max, là phiên bản mới của dòng máy bay bán chạy nhất, hứa hẹn giảm bớt 14% nhiên liệu so với phiên bản hiện tại.